Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đến thăm và làm việc tại tỉnh Krasnodar nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa địa phương hai quốc gia. Chương trình quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Thương mại Kiev, Ukraine. Chiều ngày 19 tháng 9, ngay khi đặt chân đến Warsaw trong chuyến thăm một số nước châu Âu, đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dẫn đầu đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, Đại sứ Vũ Đăng Dũng đã báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về tình hình hoạt động của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan thời gian qua và hướng phát triển trong tương lai. Cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan hiện nay có gần 30.000 người, được hình thành từ trước những năm 1990, đến nay đã trải qua 3 thế hệ, có 35 hội đoàn được hình thành và hoạt động khá hiệu quả, luôn hướng về quê hương, được chính quyền nước sở tại đánh giá cao. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đáng khích lệ của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Sứ quán tiếp tục hỗ trợ bà con có tiếng nói ngày càng lớn trong cộng đồng cư dân sinh sống tại Ba Lan và chính quyền nước sở tại. Tại cuộc nói chuyện, Phó Thủ tướng Thường trực cũng đã giải đáp thông tin tới bà con cộng đồng và các cháu lưu học sinh về những vấn đề mà cộng đồng quan tâm. Kỷ niệm Quốc khánh luôn là dịp để người Việt Nam ở khắp mọi nơi hướng về Tổ quốc. Tại Pháp vào tối ngày 19 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi để những người yêu Việt Nam và bà con Việt Kiều cùng gặp mặt. Phóng viên Truyền hình Việt Nam đưa tin về sự kiện. Tối ngày 19 tháng 9, tại tòa nhà 62 đường Boileau, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập nước Việt Nam. Đến dự lễ có các quan chức Bộ Ngoại giao Pháp, đại sứ các nước bạn, các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Paris và nhiều bà con Việt Kiều sinh sống tại Pháp. Đại sứ Nguyễn Thiệp, đại sứ toàn quyền Việt Nam tại Pháp đã có bài phát biểu đầy cảm xúc, khẳng định mối quan hệ ngoại giao và hợp tác toàn diện một cách tốt đẹp giữa hai nhà nước Việt Nam và Pháp, cũng như tri ân tình cảm của bà con Việt Kiều dành cho quê hương. Nhiều quan khách và bà con Việt Kiều từ tỉnh xa cũng đã có mặt trong buổi lễ. Ấm cúng thân thiện với những món ăn mang dấu ấm ẩm thực Việt Nam đã mang đến cho buổi chiêu đãi một không khí ấm cúng gần gũi, nhiều tình cảm. Đầu tiên, tôi tổ chức chiêu đãi 19 tại Paris. Và cái năm nay nó có ý nghĩa rất đặc biệt là thấy những tiến triển cực kỳ tích cực và nhanh chóng trong quan hệ hai nước. Chính điều đấy đã làm cho những người mà tham dự chiêu đãi ngày hôm nay cảm thấy rất là phấn khởi. Cũng trong buổi chiêu đãi, một số những sản phẩm của Việt Nam đã được gửi tới quan khách để giới thiệu các mặt hàng trong nước, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với khách hàng. Lễ kỷ niệm ngày thành lập nước luôn là dịp để những người bạn Pháp cũng như bà con Việt Kiều sinh sống tại Pháp hướng về Việt Nam. Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên của Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Cộng hòa Pháp. Trong khuôn khổ ngoại giao kinh tế từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 9, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga do Đại sứ Ngô Đức Mạnh dẫn đầu đã phối hợp cùng đoàn công tác của tỉnh Nam Định do ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nam Định dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Krasnodar thuộc vùng Kuban miền Nam nước Nga. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục giữa hai địa phương hai nước. Tại buổi làm việc với ông Veniamin Kantarachev, Thống đốc tỉnh Krasnodar, hai bên đã trao đổi về triển vọng hợp tác kinh tế trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên đều nhất trí cho rằng Krasnodar và tỉnh Nam Định có nhiều điểm tương đồng trong phát triển kinh tế, có thể hợp tác và bổ sung cho nhau như trong ngành nông nghiệp, dệt may và chế biến gỗ. Trong lĩnh vực chế biến gỗ, phía Krasnodar đưa ra sáng kiến thành lập liên doanh chế biến gỗ Nga-Việt đặt tại Nga, nhằm khai thác có hiệu quả nguồn gỗ phong phú của Kuban kết hợp với bàn tay khéo léo của các nghệ nhân gỗ Nam Định, tạo ra những sản phẩm mang tính cạnh tranh cao, cung cấp cho thị trường Nga, Việt Nam, tiến tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
Hai bên có chung nhận định kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và tỉnh Krasnodar còn chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên và thống nhất tìm biện pháp để hàng hóa thâm nhập thị trường của nhau mà không phải qua trung gian. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục, du lịch và trao đổi các đoàn nghệ thuật. Tỉnh Krasnodar là một trong bốn địa phương của Nga dẫn đầu về phát triển nông nghiệp, có thế mạnh trong ngành chế biến gỗ, dệt may và du lịch. Hiện lúa mì là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Krasnodar sang Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Đoàn Hồng Phong và đại sứ Ngô Đức Mạnh cùng đoàn công tác đã có cuộc gặp đại diện bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại tỉnh Krasnodar nhằm thông tin tình hình quê nhà cũng như động viên bà con tích cực hòa nhập với sở tại, làm ăn kinh tế giỏi và luôn hướng về quê nhà. Cộng đồng Việt Nam tại Krasnodar luôn được đánh giá là cộng đồng tiêu biểu, vững mạnh, đoàn kết. Đại đa số bà con có giấy tờ hợp pháp và có công ăn việc làm ổn định, được chính quyền sở tại đánh giá tốt, đặc biệt là sự đóng góp của tập đoàn Upsway của người Việt tại đây. Thưa quý vị, sau Canada, Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Lữ hành Hoa Kỳ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tiếp tục chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hoa Kỳ. Buổi quảng bá thương hiệu Việt Nam vẻ đẹp bất tận đã được tổ chức tối qua tại thủ đô Washington DC. Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu Việt Nam vẻ đẹp bất tận tiếp tục được nhấn mạnh tại Bắc Mỹ. Và đây là cuộc xúc tiến có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của du lịch Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ sau hơn 10 năm vắng bóng tại thị trường lớn này. Buổi xúc tiến có sự tham gia của 120 khách mời gồm các hiệp hội du lịch, thương mại, doanh nghiệp lữ hành, hàng không của Hoa Kỳ và Việt Nam. Chủ đề chương trình năm nay là The Soulful Việt Nam, điểm đến mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người. 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón gần 486.000 khách Hoa Kỳ, tăng 14,5%, nhưng vẫn còn khiêm tốn so với gần 88 triệu người Mỹ đi du lịch nước ngoài. Hoa Kỳ là thị trường hàng đầu thế giới về chi tiêu cho du lịch, bình quân $1,476 một người một chuyến, không kể vé máy bay, và thời gian lưu trú là 16,6 ngày đêm một người một chuyến. Với một thị trường đứng thứ hai trên thế giới về tăng trưởng khách đi du lịch nước ngoài, thì nếu chúng ta đón được 1 triệu khách Hoa Kỳ vào năm 2020, thì 2 năm nữa, mục tiêu đón 20 triệu khách quốc tế là trong tầm tay. Kiều Trinh, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, đưa tin từ thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Sáng ngày 18 tháng 9, trong khuôn khổ các sự kiện của Năm Văn hóa Việt Nam tại Ukraine, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cùng Hội người Việt Nam thành phố Kiev đã tổ chức giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam đến với sinh viên, giáo viên và cán bộ khoa kinh doanh khách sạn, nhà hàng và du lịch của Trường Đại học Kinh tế Thương mại Kiev. Các giáo viên và sinh viên đã được những đầu bếp Việt Nam trình bày cụ thể về thành phần và các bước thực hiện hai món ăn truyền thống của Việt Nam là phở và nem rán. Tôi đã được làm quen với ẩm thực Việt Nam từ lâu. Trước đây tôi có dịp công tác ở Madagascar và Pháp. Những nơi đó đều có những nhà hàng của Việt Nam rất ngon. Tuy nhiên, hôm nay chứng kiến các bạn thao tác ngay tại chỗ, biết được thành phần các món ăn thì tôi càng thấy thú vị hơn. Nhờ những tài liệu được chuẩn bị sẵn, nên trong quá trình thao tác đã có nhiều ý kiến được nêu lên để cùng nhau trao đổi. Đặc biệt, nhiều bạn sinh viên đã trực tiếp tham gia thực hành ngay tại chỗ, làm cho không khí buổi học thêm phần thoải mái, sôi nổi và hứng thú. Chúng tôi đã có một buổi thực hành rất tuyệt vời về ẩm thực Việt Nam. Không những được trực tiếp học làm các món ăn, mà còn hiểu và biết được các thành phần làm nên món ăn đó. Sau khi được thưởng thức, chỉ có thể nói là ngon tuyệt vời. Việc quảng bá văn hóa và ẩm thực để bạn bè Ukraine có dịp biết đến Việt Nam là chủ đề trọng tâm của Đại sứ quán Việt Nam trong năm 2018. Với việc tổ chức sự kiện lần này, tính đa dạng, phong phú của ẩm thực Việt Nam nói chung và sự hấp dẫn đặc biệt của hai món ăn tại khóa học nói riêng sẽ hỗ trợ thêm về chuyên môn cho các bạn sinh viên, những nhà quản lý hoặc kinh doanh nhà hàng, khách sạn trong tương lai. Hai món ăn mà chúng tôi đem đến đó chính là nem và phở bò. Sở dĩ vì sao nên có phở bò được chọn vì đó chính là hai món ăn đặc sắc của ẩm thực Việt Nam nổi tiếng trên toàn thế giới và cũng chính là cốt cách quý của ẩm thực Việt Nam. Kết thúc buổi Masterclass, đại diện Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo khoa, đoàn đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kiev đã có cuộc trò chuyện thân mật, trao đổi kế hoạch hợp tác trong thời gian tới và trao tặng quà lưu niệm.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết Trung Thu, ngày Tết của thiếu nhi. Vào dịp này thì trẻ nhỏ thường được mua đồ chơi mới. Trước đây thì là đèn ông sao, đầu sư tử và những món đồ chơi truyền thống. Còn bây giờ thì trẻ nhỏ đa số lại thích những đồ chơi hiện đại ngoại nhập. Chính vì vậy mà các làng nghề sản xuất đồ chơi truyền thống đã gặp không ít những khó khăn. Những người còn trụ lại đều là những người thực sự yêu nghề. Tuy nhiên sự kiên trì này của họ đã được đền đáp. Vài năm trở lại đây thì các mặt hàng đồ chơi truyền thống dần tìm lại được vị trí của mình. Trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị đến với thôn Ông Hảo, một làng nghề sản xuất đồ chơi truyền thống ở Hưng Yên, để xem truyền thống cha ông đã được những người dân ở đây gìn giữ như thế nào. Tiếp nối truyền thống hơn một thế kỷ của gia đình, đến nay, bà Toàn đã có 40 năm sản xuất đồ chơi Trung Thu. Trải qua không ít những thăng trầm, có những lúc tưởng như phải bỏ nghề vì hàng không bán được. Tuy nhiên, nghĩ về truyền thống, bà Toàn vẫn quyết tâm bám trụ lấy nghề. Các gia đình làm nghề ở làng tôi là hầu như bỏ gần hết, mà trụ lại trong gia đình, trong cái thôn xóm này chỉ được độ 3-4 nhà thôi. Mặc dù phải đi vay vốn để giảm nhân công nhưng mà chúng tôi vẫn cứ bám lấy nghề. Vài năm trở lại đây, khi đồ chơi truyền thống dần nhận được sự quan tâm trở lại của người tiêu dùng, cơ sở sản xuất của bà Toàn luôn bận rộn để chuẩn bị cho các đơn hàng trên khắp cả nước. Chỉ trong mùa Trung Thu năm nay, nhà bà đã bán được 40.000 chiếc mặt nạ và đầu sư tử. Hiện cơ sở sản xuất của bà Toàn đã tạo được công ăn việc làm cho hơn chục lao động trong làng. Bây giờ ông có tuổi rồi, đến đây làm trước hết là cho nó vui, mà cái thứ hai là phục vụ cho các cháu, cho nó chính là cái làng nghề. Là hộ duy nhất còn làm đèn ông sao ở xã Lưu Xá, công việc của gia đình nhà ông Hậu cũng không đều đặn cả năm, mà chỉ nhộn nhịp vào mỗi dịp Trung Thu. Thu nhập từ việc làm đèn không cao, nhưng để giữ gìn truyền thống cho con cháu, ông Hậu vẫn quyết tâm giữ gìn nghề nghiệp nhiều đời nay của gia đình. Với một cái chiếc đèn như thế này, trị giá chỉ có 10.000 đồng. Nó với công sức của mình ra, nhưng nó là những đứa con tinh thần của mình, thì cảm thấy cái sản phẩm của mình thấy rất là quý. Hiện nay ở xã Lưu Xá, còn hơn 20 hộ sản xuất đồ chơi truyền thống. Có những hộ sản xuất quanh năm, có những hộ chỉ làm khi vào vụ. Tuy nhiên, tất cả những hộ còn bám trụ tới thời điểm này đều có một tâm niệm muốn giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của cha ông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và để xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam, xin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.